Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Baby. Và đây là cái bản săn bắt côn trùng cũng như là cái thời gian và địa điểm cho các bạn săn các loài bọ VIP nha mọi người. Và mình thấy cái bản này khá là ok và chuẩn đó các bạn. Và đầu clip thì cho mình xin các bạn là một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình đạt 10k sớm nhất nha. Và mình thật sự rất là buồn luôn mọi người ơi. Các bạn có biết mình buồn cái gì không? Đó chính là cái áo khô hồng hạt này nè các bạn. Mình săn hoài nhưng mà nó vẫn ra cái đầu và cái giày này mọi người, không ra cái áo các bạn ơi. Và ai có vía áo thì cho mình xin vía với nha. Rồi, và chủ đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ đi đào rừng kho báu để kiếm cái áo nha mọi người. Và mình cũng sẽ là đi săn bắt thêm bọ, bởi vì hôm nay là ngày 28 rồi mọi người, cũng là ngày cuối cùng của cái sự kiện tập kích côn trùng đó các bạn. Đó, mà các bạn có thấy cái bảng côn trùng của mình chưa mọi người? Mình xếp rất là đẹp luôn nha, hàng đấy quá trời là bọ luôn mọi người ơi. Các bạn tranh thủ hôm nay ngày cuối các bạn đi săn đi nha, tại vì ngày mai thì bọ nó sẽ ít lại đó các bạn. Đó, nên các bạn rất là khó săn các con bọ VIP luôn nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bán mấy con bọ mình đi săn được trong mấy ngày qua nha các bạn. Đó, xem là cái số tiền mình bán được mấy con bọ này sẽ là bao nhiêu nha mọi người. Đó, và cái số tiền đầu tiên của mình là 8k nha. Và bây giờ thì mình sẽ bán hết tất cả các lò bọ mình săn được nha mọi người. Xem thử là sẽ lên là bao nhiêu tiền để mình đi đào rương kho báu các bạn ơi. Đó, hôm nay là mình chơi khô máu cái rương kho báu luôn nha mọi người, để mình tìm ra cái áo đó các bạn. Chứ thật sự là mình đang rất là cay cái rương kho báu hồng hạt luôn mọi người. Mình đã tốn rất bao nhiêu tiền sao các bạn, mà vẫn chưa ra cái áo đó các bạn ơi. Rồi, ok. Và bây giờ các bạn xem mình bán thử bao nhiêu tiền sao nha. Đó, mình bán hết mấy con bọ VIP luôn các bạn ơi, không chừa lại con nào hết nha. Mình chỉ chừa lại mấy con bướm nãy mình chân rồi mọi người. Đó, còn như là mình bán hết luôn. Đấy, bọ xanh, bọ gì đó bán hết luôn nha các bạn. Đó, chuồng chuồng VIP nè mọi người. Đó, bọ xanh lấy cây nữa nè, mình bán hết luôn các bạn ơi, không chừa lại mọi người. Rồi đó ha, bướm nè bán luôn. Ok, số tiền nó lên 57k rồi các bạn. Đó, rồi từ 8k mà lên 57k thì mình bán cũng được gần 50k tiền mắc bọ mọi người. Nói chung là bữa giờ mình cũng xuyên đi săn bọ mọi người hả, nên mình bán rất là nhiều tiền sao luôn. Ok, rồi mới vô là có cái rương rồi các bạn. Công nhận hôm nay là một ngày may mắn các bạn ơi, không biết là ra đồ gì đây ta. Đó, mới vô đèo tầm 15 phút thì ra cái rương mọi người. Rồi, ok, ra áo đi bạn ơi, áo đi bạn ơi. Wow, áo là các bạn ơi. Và cái hôm nay cũng là một ngày rất may mắn nè mọi người, cầu được ước thế nha hàng đó. Cầu cái áo ra cái áo luôn các bạn ơi. Wow, như vậy là mình đã không tốn tiền thêm để mình đi đèo nữa các bạn ơi. Rồi đó, bây giờ thì chắc là mình sẽ không đèo nữa nha, và mình chuyển qua mình đi săn bọ luôn mọi người. Đó, tranh thủ thời gian mình đi săn bọ luôn các bạn. À, và mình sẽ mặc cái bộ đồ hồng hạt vô mình đi săn nha các bạn. Xem cái tỷ lệ may mắn của bộ đồ hồng hạt thì có ra bọ hiếm không nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ mặc bộ đồ hồng hạt này vào nha mọi người. Ồ, đẹp chưa các bạn ơi. Wow, cũng khá là cute các bạn. Họ gắn thêm hai cái cánh trắng vô nó rất là hợp luôn nha mọi người. Và mình thấy cái bộ đồ hồng hạt này cũng hơi kỳ kỳ đó các bạn. Các bạn có biết vì sao không? Tại là cái cổ nó hơi cao các bạn. Đó, che mất cái tên của mình luôn kìa các bạn ơi. Nhìn hơi kỳ kỳ nha. Và nếu mà cắt thêm cái cổ nó ngắn lại tí xíu thì mình sẽ thấy đẹp hơn đó mọi người. Đó, để cái cổ cao quá nhìn nó hơi kỳ kỳ mọi người, che mất tầm nhìn của mình luôn. Rồi, trong này không có bọ các bạn ơi. Cũng như mỗi khi mình đi săn thì mình sẽ vào chết cái khu nhà men này trước nha. Rồi đó, mình sẽ qua bên kia mình chết cái con bọ cánh cứng rồi xong mình sẽ đi vào keo nha mọi người. Đấy, đó là cái quy trình săn bắt bọ của mình. Đó, các bạn có thể là thêm khéo để săn bắt theo nha. Đó, mình thấy là khá hiệu quả đó mọi người. Và mình có một cái mẹo dành cho các bạn mà hay hụt bọ mọi người. Các bạn nên đầu tư cho mình là cái vật ong nha các bạn ơi. Cái vật mà 96 kim cương đó mọi người. Hãy mình để ý là nếu mà ai dùng cái vật 96 kim cương đó thì cái tỷ lệ bọ ra rất là cao luôn, cũng như là các bạn khó bị hụt bọ hơn nha mọi người. Còn nếu các bạn dùng mấy cái vật khác thì cũng được, nhưng mà nó sẽ dễ hụt hơn nha các bạn ơi. Tại là cái vật nó nhỏ mọi người. Hey, không phải ngẫu nhiên là nó bán 96 kim cương đâu mọi người. Hey, nó có lý do hết tất cả đó các bạn. Với thêm một mẹo dành cho các bạn nào mà bắt hay bọ hay hụt các bạn, chính là các bạn để cái nhân vật keo lên nha mọi người. Wow, mình mới vừa chuyển qua khu vực home thì mình đã phát hiện em bướm nữ hồ nè mọi người. Thời tới rồi các bạn ơi. Rồi, vậy là mình sao mà thoát đây. Ok, và mẹo bắt bướm này thì các bạn nè, hãy đứng yên một chỗ nha mọi người. Và khi nó quay đầu lại thì các bạn không được di chuyển trước mặt nó nha. Và nó sẽ bay đó các bạn ơi. Đấy, không được di chuyển nha.
Đó, thấy chưa mọi người? Các bạn di chuyển là nó bay liền đó các bạn ơi. Rồi rồi rồi, đợi tí nha, bình tĩnh nha mọi người. Bắt bờ VIP là phải bình tĩnh nha các bạn ơi, không là nó bay đó mọi người. Rồi chuẩn bị tới nào, chuẩn bị bắt nè. Rồi rồi rồi, từ các bạn ơi. Nó bay chặt rồi các bạn. Từ từ nha mọi người. Bình tĩnh nào các bạn ơi. Rồi bắt nè. U là trời hụt rồi các bạn ơi. Quát. Ủa mình canh đúng rồi mà ta. Sao nó bay ta? U là trời mắc con bò VIP rồi các bạn. Rồi rồi, tiêu rồi, hỏng rồi các bạn ơi. Rồi, nít kìa các bạn ơi. Ha, nó quay lại kìa mọi người. Rồi ok, lần này thì mình sẽ không hụt nha các bạn ơi. Lần này mà hụt nữa thì mình sẽ xóa game nha các bạn. Hụt nữa là xóa game luôn mọi người. Ấy chứ bò VIP này mà để hụt thì rất là ổn luôn các bạn ơi. Mình không thể để hụt được mọi người. Tại là vì hôm qua mình cũng hụt hai con bướm nữ hoàng mọi người. Mình rất là cay luôn các bạn ơi. Nên hôm nay mình sẽ không để hụt nữa nha các bạn. Rồi bình tĩnh nha mọi người. Rồi các bạn phải tập trung đứng yên nha. Không được di chuyển nha các bạn. Đó, các bạn chỉ việc là di chuyển là nó sẽ bay liền. Rồi, bình tĩnh nè. Đó, nó quay đầu lại các bạn đứng yên nha. Và chờ nó tới trước mặt các bạn bắt ha. Đó, ok chưa mọi người? Wow, em bướm nữ hoàng không có vương nguyện nha mọi người. 503 tiền sao. Ok. Và ở đây cũng có mấy bạn có bướm nữ hoàng này mọi người. Đấy, đấy chưa các bạn ơi. Phía đây. À, chưa có bướm thì phía đây mọi người. Rồi, ok. Rồi, thêm một em rết nè các bạn. À, hôm qua mình xin vía rết vương miền thì nó rè quét trời luôn các bạn ơi. Đây là hai con bò VIP hôm qua mình săn đi mọi người. Đó, mình chưa quay lại được các bạn ơi. Hai em vương miền luôn nha. Và cái số lượng bò trong bộ sưu tập của mình là 73/78 nha mọi người. Ok, một em bò VIP đây các bạn ơi. Bò xanh nó cay nha mọi người. Rồi, bắt này các bạn. Đấy, thời tới mọi người. U là trời. Ủa. U là trời bắt lộn các bạn. Đó. Game chơi mình rồi các bạn ơi. Bắt con bò xanh mà sao nó ra con bò kịp kìm đeo mọi người. Rồi, như nó bay qua kia các bạn. Đây, nó bay qua kia mọi người. Ngay chỗ bờ rè rồi các bạn. Rồi, lần này thì chạy đâu cho thoát em ơi. Rồi, đó, xong rồi các bạn. Đấy, bò silo method rồi mọi người. Ok, cũng được rồi mọi người. Nhân phẩm cũng khá rồi các bạn. Rồi, ok. Giờ mình sẽ đi vào biển mình săn bọ cánh cứng nha mọi người. Đó, xem mấy gốc cây thử có bọ cánh cứng không nha các bạn ơi. Đấy, ok các bạn ơi, bọ cánh cứng kìa mọi người. Wow, các bạn ơi, thời tới rồi các bạn ơi. Rồi, chuẩn bị hốt rồi mọi người. Rồi, đi nhớ đi chậm nha các bạn. U là trời các bạn ơi, hình như là hết thời gian nó bay rồi mọi người. Hết thời gian rồi các bạn ơi, hình như rõ ràng là mình đi chậm nè mọi người. Mình đâu có đi nhanh đâu ta. Rồi xong hình như là hết thời gian rồi các bạn. Trời cũng bắt đầu gần sáng rồi mọi người. Ok, công nhận là xui thiệt mọi người, mình tới trễ nha các bạn. Rồi như vậy là hôm nay là mình cũng hên rồi các bạn. Tổng kết lại thì hôm nay là mình đào rương được cái áo nè. Đấy, săn cũng được một em bướm nữ hoàng với một con bọ xanh nữa các bạn. Và gặp thêm cái bọ cánh cứng nữa, nhưng mà rất tiếc là mình chậm các bạn ơi, không là mình bắt được rung rồi. Ok, và video của mình ở đây cũng là kết thúc các bạn. Và xin chào lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu, ta-da.